Hôm nay thầy rất vui mừng đến với chương trình bổ trợ kiến thức toán đại học. Thầy là một trong những người dạy những cái môn về bổ trợ kiến thức toán đại học. Sẽ có một số thầy bổ trợ những cái kiến thức về toán cao cấp. Riêng thầy hôm nay là dạy môn lý thuyết xác suất thống kê và ứng dụng. Môn này, mục đích của môn học này là môn học dành cho các sinh viên khối ngành công nghệ và khối ngành kinh tế. Ngoài ra, các sinh viên học chuyên về lý thuyết xác suất thống kê ở các trường đại học tự nhiên thì cũng tìm thấy được một số những điểm mới ở trong bài giảng của thầy. Để khỏi mất thì giờ, mời các em nhìn lên màn hình. Môn học của chúng ta là lý thuyết xác suất thống kê và ứng dụng. Thầy là Nguyễn Phú Vinh, giảng dạy ở Đại học Công nghiệp. Môn này gồm hai phần. Phần thứ nhất là gồm lý thuyết xác suất. Phần thứ hai là phần lý thuyết thống kê. Thầy vào chương thứ nhất. Xác suất của biến cố và các công thức xác suất. Phần này thầy giới thiệu các em một số những cái định nghĩa có tính chất nhắc lại và những cái ví dụ thầy sẽ cho ở những cái phần sau. Đầu tiên là ta định nghĩa về xác suất của biến cố. Trong xác suất, ta hiểu những cái phép thử như là việc thực hiện một nhóm điều kiện xác định, chẳng hạn như là làm thí nghiệm để nghiên cứu một đối tượng hay một hiện tượng nào đó, thì kết quả của phép thử gọi là biến cố. Và mấy phần này thì các em cũng đã biết rất là cơ bản ở trường, thầy chỉ nhắc lại. Ta phân biệt các loại biến cố. Biến cố thứ nhất, biến cố tên gọi là biến cố chắc chắn và ký hiệu là Omega, là một biến cố nhất định xảy ra khi thực hiện một phép thử nào đó, hay còn gọi là biến cố mẹ, là biến cố của tất cả những cái biến cố. Còn biến cố không thể, ký hiệu là tập hợp chống, là biến cố nhất định không xảy ra khi ta thực hiện một phép thử. Hai loại biến cố này là hai loại biến cố mà xảy ra chắc chắn và không xảy ra chắc chắn, hai biến cố mẹ và biến cố chống. Tiếp đó, ta định nghĩa biến cố tổng. C là biến cố tổng của hai biến cố A và B. Ký hiệu C là hội của A và B. Nếu C xảy ra khi và chỉ khi ít nhất một trong hai biến cố A và B xảy ra, C gọi là biến cố tổng. Giờ ta đi đến biến cố tích. C là biến cố tích của hai biến cố A và B. Ký hiệu C là A giao B, hay A chấm B, hay AB. Tất cả những ký hiệu này đều như nhau, đều tương đương. Nếu C xảy ra khi và chỉ khi cả hai biến cố A và B đều xảy ra, thì lúc đó người ta C gọi là biến cố tích. Tiếp đến, ta định nghĩa về biến cố xung khắc. Thế nào gọi là hai biến cố xung khắc? A và B gọi là hai biến cố xung khắc nếu được ký hiệu như sau: A giao B bằng A B bằng chống. Tức hai biến cố này không đồng thời xảy ra. Không đồng thời xảy ra. Tức là hoặc A xảy ra hoặc B xảy ra, không đồng thời A B cùng xảy ra.
Tiếp đến, một khái niệm nữa là biến cố đối lập. A và B gọi là hai biến cố đối lập. Nếu và chỉ nếu A giao B bằng trống và A hội B bằng biến cố mẹ, tức là biến cố của mọi biến cố đấy. Và người ta ký hiệu là B, tức là bằng A gạch. Bây giờ ta định nghĩa về xác suất cổ điển. Bây giờ chúng ta đi vào cái khái niệm chính của vấn đề. Ta định nghĩa về xác suất cổ điển. Trong định nghĩa về xác suất thì có nhiều các định nghĩa, nhưng để phục vụ cho bài học của đối tượng, nhưng mà thầy đã nói đấy, đối tượng về các sinh viên công nghệ cũng như là đối tượng về sinh viên kinh tế, thì thầy chỉ giới hạn một vài những cái định nghĩa về xác suất thôi, phục vụ ngay cho bài học của mình, bài tập của mình. Thì thầy sẽ bàn rộng về vấn đề định nghĩa về xác suất cổ điển. Nó còn có định nghĩa về xác suất cổ điển về hình học, về tần suất xảy ra của những biến cố, vân vân, và về độ đo, vân vân. Mấy cái đó thì phức tạp và nó ở một cái chương trình khác, ở chương trình này. Đây thầy bàn sâu về vấn đề định nghĩa về xác suất cổ điển. Ta định nghĩa như sau: nếu trong một phép thử A có tất cả n biến cố sơ cấp, viết tắt là BCSC, biến cố sơ cấp có đồng khả năng, trong đó có m biến cố thuận lợi cho A, thì xác suất của biến cố A được ký hiệu là PA là bằng m chia n. Ở đây chữ P này được keyword, tức là được viết tắt của cái chữ probability trong tiếng Anh, cho nên người ta gọi là PA. PA tức là, hiểu một điều rất đơn giản là trong n những cái biến cố xảy ra tổng quát thì có m cái biến cố thuận lợi cho A, thì người ta định nghĩa là PA bằng m chia n. Và trong cái định nghĩa này thì các em hiểu rõ hơn một điều là gì? Như vậy là n chắc chắn phải lớn hơn m mà, đúng không các em? Tại vì n là tất cả những trường hợp có thể xảy ra, trong khi m chỉ là nhặt được trong cái n đó những cái biến cố mà thuận lợi cho A thôi. Như vậy là ta biết ngay m phải nhỏ hơn n. Vậy trong xác suất này là một tỷ số m chia n luôn luôn phải nhỏ hơn hơn một, nhỏ hơn hoặc bằng một. Khi m bằng n thì tỷ số này sẽ bằng một, tức là biến cố đó là biến cố hầu như là chắc chắn xảy ra, và xác suất như vậy nó bằng một. Bây giờ để hiểu rõ thì chúng ta xét một cái thí dụ. Một thí dụ: trong một lô hàng gồm 10 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm xấu. Bây giờ ta lấy ngẫu nhiên một sản phẩm từ lô hàng nhá. Vậy các em nhớ là có 10 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm là xấu. Bây giờ lấy ngẫu nhiên một sản phẩm từ lô hàng. Bây giờ câu hỏi là như vậy: tìm xác suất. Câu thứ nhất: tìm xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt. Đó. Vậy các em nhớ đề nhá. Thầy qua trang màn hình là các em phải nhớ đề. Và câu B: lấy ngẫu nhiên một lần thôi, lấy một lần 4 sản phẩm từ lô hàng. Câu hỏi: tìm xác suất để trong 4 sản phẩm lấy ra có đúng 2 sản phẩm tốt. Thì bài này là bài ví dụ đầu tiên, cho nên thầy giải luôn. Như vậy là
ta sẽ gọi A là cái biến cố mà sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt, thì bằng bao nhiêu nào các em? Cái này rất đơn giản đúng không? Vì trong như vậy là trong 10 sản phẩm mà có 3 sản phẩm là xấu, như vậy là mặc định coi như là ta biết là còn 7 sản phẩm gọi là không xấu. Ở trong trường hợp này thì người ta gọi là tốt. Như vậy là lấy ra một sản phẩm để được là một sản phẩm tốt thì bằng 7/10. Tức là n ở đây bằng 10 mà m bằng 7. Cái số mà biến cố thuận lợi cho sản phẩm tốt là có 7 sản phẩm tốt. Cái này thì quá dễ dàng đúng không các em? Bây giờ ta giải tiếp câu B nè. Câu B thì nó đụng đến những khái niệm mà các em đã học ở lớp 12, các lớp dưới đấy, đụng về các kiến thức về giải tích tổ hợp. Thì thầy mong mấy em phải ôn phần này trước khi học cái phần sản xuất thống kê. Tại vì hầu như ta sẽ vận dụng những cái kiến thức của lớp lớp dưới vào môn học này rất nhiều. Bây giờ câu B, lấy ngẫu nhiên một lần, chỉ một lần thôi, 4 sản phẩm từ lô hàng. Tìm xác suất để trong 4 sản phẩm lấy ra có đúng 2 sản phẩm tốt. Trong 4 sản phẩm lấy ra có đúng 2 sản phẩm tốt. Có nghĩa là 2 sản phẩm kia là 2 sản phẩm xấu, đúng không? Như vậy thì công thức của lớp 12 vận dụng vào đây là gì? Ta sẽ gọi B là biến cố mà 4 sản phẩm lấy ra có đúng 2 sản phẩm tốt. Như vậy là 2 sản phẩm tốt và 2 sản phẩm xấu, đúng không? Như vậy là công thức của ta là công thức đáng nhớ ở lớp 12. Như vậy xác suất của B chính là M chia N. N ở đây là gì? Tại vì ta có 3 sản phẩm xấu và 7 sản phẩm tốt. Như vậy là ta có 10 sản phẩm. Như vậy cái số trường hợp lấy 4 sản phẩm thì N chính là C14, tức là C10 chập 4, là tổ hợp của C10 chập 4. Và tích số ở trên tử số là bằng C72 nhân với C32. Vì sao vậy? Vì đây là có hai số gì? Hai này đây là chính là hai gì? Hai sản phẩm tốt và có hai sản phẩm xấu. Hai sản phẩm xấu. Trong 7 sản phẩm tốt lấy ra 2 sản phẩm tốt, và trong 3 sản phẩm xấu lấy ra 2 sản phẩm tốt. Như vậy là tích của nó chính là cái số trường hợp thuận lợi cho cái biến cố B. Và các em tính toán phần này thì mấy em có thể bấm máy để các em thấy được là kết quả sẽ bằng 3/10. Thầy hy vọng là mấy phần bấm máy này các em đã rành. Để gợi nhớ lại cái công thức vừa rồi, thầy xin nhắc lại một công thức đáng nhớ bằng hình vẽ như sau. Trong tập hợp có n phần tử, n lớn phần tử, trong đó có na là phần tử có tính chất a. Bây giờ ta lấy một lần ngẫu nhiên n nhỏ phần tử. Bây giờ tìm xác suất để sao cho có k nhỏ phần tử là có tính chất a, có k nhỏ phần tử là có tính chất a, thì mấy em biết công thức này là sao nào? Vậy trong n lớn phần tử của cái vòng tròn lớn này, ta lấy n nhỏ phần tử ngẫu nhiên. Như vậy cái số thuận lợi trong mẫu số của ta đó, n chính là c n lớn n nhỏ, có nghĩa là c tổ hợp n lớn chập n nhỏ. Và có k phần tử thuộc na, và sẽ có n trừ k phần tử
thuộc không phải là tính chất A. Như vậy công thức ở trên chính là cái công thức này. Để xác suất mà x bằng k phần tử có tính chất A thì tử số chính là cái bài toán trước đây đấy. Ta đã giải, tức là công thức tổ hợp NA chập K và tổ hợp N trừ NA chập N trừ K. Còn mẫu số thì như nãy thầy đã giải thích, với điều kiện là K nhỏ hơn NA. K là cái số phần tử phải nhỏ hơn cái số số NA có tính chất A này. Và công thức này thầy hy vọng là mấy em sẽ nhớ luôn. Công thức này sẽ dùng rất nhiều ở trong cái chương 1 của chúng ta. Và công thức này sẽ vận dụng lại chương 2. Và hầu như ta sẽ sử dụng công thức này rất nhiều. Nên thầy mong các em nhớ luôn công thức này. Bây giờ ta đến một ví dụ thứ hai. Thí dụ thứ hai là như vậy. Có một hộp đựng 6 bi đỏ và 4 bi vàng. 6 bi đỏ, 4 bi vàng ha. Như vậy là tổng cộng là có 10 bi. Lấy ngẫu nhiên 6 bi. Giờ ta lấy ngẫu nhiên 6 bi cùng một lúc á, lấy người ta bài toán để như vậy, có nghĩa là lấy cùng một lúc. Câu hỏi là như vậy, tính xác suất để A có 6 bi đều là đỏ. 6 bi đều là bi đỏ. Câu B có 4 bi đỏ mà 2 bi vàng. Câu C có ít nhất 2 bi vàng. Ít nhất 2 bi vàng. Câu đầu tiên chắc là dễ rồi phải không các em? Tại vì có 10 bi nè, trong đó có 6 đỏ, 4 vàng. Bây giờ có 6 bi đều là bi đỏ luôn. Thì là bằng bao nhiêu nào? Đều là bi đỏ, ở trên là 6 bi đỏ. Giờ tổng cộng là 10. Mà lấy 6, lấy cùng một lúc mà lấy làm sao mà nhầm đúng 6 bi đó luôn. Như vậy là chắc chắn là cái gì nào? A gọi là biến cố cả 6 bi đều đỏ. Thế thì ta vận dụng cái công thức vừa rồi đấy vào đây thì các em thấy rõ đúng không nào? Đây C, N, M, N lớn, N, C 6, 10, tức là trong 10 bi ta lấy 6 bi. Còn ở đây có 6 bi đỏ, ta lấy 6 bi luôn. Còn ở đây thầy để như vậy là để áp dụng đúng cái công thức hồi nãy thầy mới trình bày với các em. C có 4 bi vàng, lấy 0 bi vàng. Thực ra cái phần này mình có thể mình bỏ được, nhưng mà thầy cố tình thầy để cái phần tử này vào để ứng dụng cái công thức đó. Và công thức này là công thức tổng quát, thầy có thể sử dụng rất nhiều. Như vậy cuối cùng sau khi tính ra thì đây là gì? C40 thì chắc chắn bằng 1 rồi. C66 cũng bằng 1 luôn. 1 x 1 là 1. Vậy chỉ còn có mình tính mẫu số. Mẫu số là C16. Rồi ta bấm máy thì ta được là 210. Và như vậy xác suất này rất nhỏ phải không các em? 1 phần chia cho 210. Rồi bây giờ ta sang câu B. Sang câu B. Có 4 đỏ và 2 vàng. Cái này bắt đầu khó rồi phải không? Trên 6 đỏ. Cả bây giờ có 4 đỏ 2 vàng. Thì thực ra ta cũng chẳng có gì khó hiểu. Áp dụng lại công thức trên một lần nữa, đúng không? Bây giờ nhá, thầy gọi B là biến cố có 4 bi đỏ 2 bi vàng. Và một lần nữa thì áp dụng công thức trên. Tuy ở đây là 6 đỏ thì ta suy ra ngay là cái câu A đó. Thì ta thấy 6 đỏ thì đây là 6. Vậy tử luôn luôn là bằng 1 rồi. Giờ mình chỉ tính mẫu là 210 thôi. Nhưng mà câu B là có 4 đỏ mà 2 vàng thì ta thế vào công thức này thôi, phải không? Phải không? 4 đỏ
thì đây là 4 và đây là sẽ là 2 là xong. Đồng ý không các em? À, như vậy công thức cũng đơn giản thôi, tức là xác suất của B chính là bằng C64 nhân C42 chia cho C60. Mẫu thì không có gì thay đổi, chỉ có tử là thay đổi. Ở trên là 60 nhưng mà ở đây ta thế là 42 vào đây, giống như là bài toán 42 đấy. Cho nên các em sẽ nhớ cái công thức, đáng nhớ hồi nãy thầy đã trình bày sẽ ứng dụng rất nhiều. Rồi bây giờ ta sang câu C, ta sang câu C. Bây giờ có ít nhất hai bi vàng. À, cái từ ít nhất thầy nghĩ là mấy em cũng đã có khái niệm ít nhất nhiều nhất, đã gặp những cái bài toán ít nhất nhiều nhất ở trong cái phần giải tích tổ hợp. Đây thầy nhắc lại, ít nhất có hai bi vàng, như vậy thì ta có hai cách giải, phải không? Ít nhất có hai bi vàng, như vậy là có mấy trường hợp xảy ra nào? Hai bi vàng này, ba bi vàng này, ba bốn bi vàng. Và như vậy ta có ba trường hợp, tại vì có bốn bi vàng mà, đây là ta có bốn bi vàng. À, như vậy có ba trường hợp thôi, hai ba và bốn. Và vậy ta phân tích, ta lấy ba cái trường hợp đó ta cộng lại với nhau, tại vì nó là xung khắc mà không còn trường hợp nào khác, thì ta tính 4 trường hợp ra và ta cộng lại là xong. 3 trường hợp là xung khắc nhé, không có trường hợp nào khác. Thế thì cách thứ nhất của câu C ta có thể giải như sau: nếu ta gọi C là biến cố ít nhất có hai bi vàng thì công thức của ta là như vậy. Có 3 trường hợp đây nè, có 3 trường hợp xảy ra đây nè, mẫu số thì hoàn toàn giống nhau cho nên thầy để chung mẫu số chung. Còn ba trường hợp thứ nhất là hai bi vàng này, thứ hai là ba bi vàng này, thứ ba là bốn bi vàng, hết 3 trường hợp thôi, đúng không? Ở đây hai bi vàng thì ở đây phải là gì? 4 bi đỏ. Ở đây ba bi vàng thì ở đây phải là 3 bi đỏ. Ở đây 4 bi vàng thì ở đây phải là 2 bi đỏ, theo đúng cái công thức vừa rồi thầy trình bày. Và sau khi tính toán bấm máy ra phần này thì mấy em phải biết bấm máy nhá, thì nhắc lại để ra được cái đáp số. Vấn đề là ta mô hình hóa được đúng công thức và vấn đề còn lại là ta bấm máy thôi, tại vì mấy cái phần này thực ra tính nhầm, ai tính nhầm giỏi thì cứ việc tính. Mà thầy nghĩ mấy phần này là những cái số bắt đầu nó lớn rồi thì ta cứ bấm máy ra nhé. Trong những cái phần mà phức tạp thì thầy sẽ bấm máy, còn thầy hy vọng những cái công thức đơn giản này mấy em tự bấm máy để kiểm tra nhé. Cách thứ hai như nãy thầy nói là cách thứ nhất là phải phân tích ra 3 trường hợp. Bây giờ cách thứ hai mình làm ngắn hơn, gọn hơn, mình dùng ngay cái thuật ngữ ít nhất. Có ít nhất hai bi vàng, như vậy ta sẽ dùng cái biến cố gọi là biến cố đối lập. Biến cố đối lập của nó sẽ là gì các em? Có ít nhất hai bi vàng thì có nhiều nhất là 1 bi vàng, phải không nào? Đối lập của nó có nhiều nhất là 1 bi vàng, biến cố đối lập có nhiều nhất là 1 bi vàng. Cái kia ít nhất là 2 bi vàng thì đối lập của nó sẽ là nhiều nhất là 1 bi vàng. Và như vậy cái số trường hợp của nó là đây, có nhiều nhất là 1 bi vàng, đây là 0 bi vàng, rồi đến 1 bi vàng. Cũng công thức này, cũng giống công thức ở trên nhưng mà ta dùng biến cố đối lập. Như vậy là có nhiều nhất là 1 bi vàng thì chỉ có 2 trường hợp này thôi, 0 bi vàng và 1 bi vàng. Và ta lấy tất cả cái số trường hợp có, ta trừ cho số trường hợp nhiều nhất 1 bi vàng thì nó cũng bằng với cái tỷ số của cái công thức này, đúng nào các em? Thì về các em thử lại coi, cùng một công thức nhưng mà trên này thì phân tích là 3 nhưng mà ở dưới thì dùng biến cố đối lập nhé. Biến cố đối lập thì cái dấu trong ngoặc như vậy này thì chính là cái nhiều nhất 1 bi vàng,
và thầy lấy cái số, tất cả các số trường hợp trừ cho cái trường hợp nhiều nhất một bì bàng thì nó ra là biến cố đối lập. Và từ giờ trở đi ta sẽ dùng cái biến cố đối lập này rất nhiều. Khi nào mà ta gặp được nhiều nhất công thức, hãy tìm xác suất để nhiều nhất hay là để ít nhất, thì ta nhớ đến cái biến cố đối lập. Vì sao? Vì nếu ta không dùng biến cố đối lập thì ta sẽ phân tích một số những cái trường hợp rất nhiều, tuy là nó hữu hạn nhưng mà rất nhiều. Trong khi đó ta dùng biến cố đối lập thì ta chỉ tính toán trong những cái trường hợp hữu hạn ít thôi, và ta dùng biến cố đối lập để ta tính lại thì nó dễ hơn. Và bây giờ tiếp về phần lý thuyết thì thầy đến các tính chất của xác suất. Tính chất của xác suất thì ta có những cái tính chất sau. Cái thứ nhất là xác suất của biến cố không thể thì luôn luôn bằng không. Không thể xảy ra thì chắc chắn xác suất bằng không rồi, phải không? Thứ hai là biến cố của xác suất của biến cố mẹ đó, hay là biến cố của mọi biến cố thì chắc chắn bằng một. Biến cố nào thì nó cũng rơi vào cái tập omega mẹ này, cho nên xác suất của nó bằng một. Cái thứ ba, như hồi nãy thầy ban đầu thầy đã nhắc cái công thức PA, tức là xác suất của A, của biến cố A thì luôn luôn là nó thỏa mãn cái bất đẳng thức này, lớn hơn không và bằng, tức là lớn hơn hoặc bằng và nhỏ hơn hoặc bằng một với mọi biến cố A thuộc vào omega. Cho nên là xác suất luôn luôn là một số dương, mà ở hai đầu của nó là bằng không với bằng một thì hầu như cũng ít xảy ra lắm. Nó chỉ bằng không khi nào nó không thể xảy ra thì nó bằng không, và nó bằng một khi nào nó chắc chắn nó xảy ra. Mà khi mà mình đã gọi là một cái biến cố mà chắc chắn xảy ra thì mình còn tính xác suất làm gì nữa, đúng không? Cho nên nó chỉ có ý nghĩa là cái PA này là một ẩn mà luôn luôn nó nằm ở trong cái khoảng 0,1, nằm trong khoảng 0,1. Tiếp theo thì thầy giới thiệu các em một số các công thức để ta tính toán trong cái chương này. Đầu tiên là công thức cộng. Ta sẽ học công thức cộng. Trong công thức cộng đầu tiên thì có một cái công thức gọi là công thức biến cố đối lập A gạch. Các em biết A gạch chính là biến cố đối lập của A. Như vậy xác suất của A gạch chính là 1 trừ cho xác suất của A. Cái này thì các em đã quen ở lớp dưới rồi. Biến cố xung khắc, A và B gọi là biến cố xung khắc. Thì như nãy thí dụ các em đã biết, xung khắc có nghĩa là A và B là không giao nhau, A, B không giao nhau. Và như vậy là công thức của chúng ta có cộng lại được. Như nãy thầy phân tích á, ba cái trường hợp có ít nhất là 2 bi vàng, 3 bi vàng và 4 bi vàng là ba cái trường hợp xung khắc, và xác suất của nó ta cộng lại được, đúng không? Và như vậy thì công thức A giao B sẽ bằng BA cộng BB nếu AB xung khắc. Mở rộng ra, nếu ABC gọi là xung khắc từng đôi, có nghĩa là ba cái biến cố đó hoàn toàn rời nhau thì ta cũng cộng lại. Ở trên là cho 2 biến cố, ở dưới là cho 3 biến cố. Thì các em có thể mở rộng ra cho N biến cố, nếu là N biến cố xung khắc từng đôi, tức là nếu lấy 2 biến cố bất kỳ trong N biến cố mà thấy không giao nhau thì ta lại có cái công thức này: A1, A2 chấm chấm cho đến 2N. Em tưởng tượng nhé, phải không? Và ta đến một cái công thức. Công thức này thì nó không quy định gì giới hạn của A và B cả. Nếu AB là hai cái biến cố bất kỳ thì BA hội với B, có nghĩa là biến cố A hội với biến cố B, xác suất của nó sẽ bằng xác suất của A cộng xác suất của B
trừ xác suất của AB. Đó. Ta nhớ là cái công thức này ở cái phần mà xung khắc thì nó chỉ là BA cộng BB thôi, còn không có cái số hạng này. Vì sao? Vì xung khắc cho nên A nhân B sẽ bằng bằng trống, mà AB bằng trống thì là xác suất của trống là bằng 0. Đây để hình tượng các em thấy. Ta có thể chứng minh ngay rất là đơn giản cái công thức này nhá. Ví dụ BA hội B. Đây thì cái phần giao của nó là đây này, A giao B đây. Như vậy là BA một lần ta cộng có cái phần này. BB cộng cho BB một lần nữa ta cộng cho BB. Như vậy là cái phần chung này nè, ta vô tình ta đã cộng hai lần, và như vậy để xác suất đúng của nó ta phải trừ bớt đi một lần. Đó. Hình này ta có thể hình dung ngay, phải không? Nhưng mở rộng ra thì phức tạp một tí, nhưng mà mấy công thức này thì cũng dễ nhớ thôi, không khó nhớ. Thầy sẽ chỉ cho các em cái tính nhớ cho ba biến cố A1, A2, A3 bất kỳ, tức là không quy định cái vấn đề xung khắc ở đây, tức là nó có quyền giao nhau. Và như vậy là xác suất của A1 hội A2 hội A3 sẽ bằng là gì? Trước tiên là tổng ba cái xác suất cộng lại, BA1 cộng BA2 cộng BA3, cứ cộng tổng trước nhá, rồi trừ đi cho cái giao của nó, trừ cho xác suất của A1 giao với A2, trừ đi cho xác suất của A1 giao với A3, trừ đi cho xác suất của A2 giao với A3. Sau khi ta trừ như vậy, ta vô hình chung ta lại trừ, ta trừ trong những cái phần giao và phần hội, cho nên cuối cùng giống như cái phần trên, ta phải cộng thêm cái xác suất giao của ba phần A1 giao A2 giao A3 để cộng. Như vậy nó có, nó sẽ có một cái quy luật là gì? Đầu tiên là cộng tất cả các xác suất để trừ cho những cặp đôi giao nhau, sau đó là cộng cho xác suất cặp ba giao nhau. Và mở rộng cho n bằng 4 thì ta thấy nó phức tạp hơn, nhưng mà nó vẫn theo quy luật đó. Nào các em thấy trên màn hình này, xác suất 1 2 3 4 cộng lại, tức là ta cộng đơn, sau đó ta trừ cho đôi, trừ đôi, trừ đôi. Đây là có mấy đôi nhỉ? 4 C42, C42 đúng không? Đây là có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6. C42 là 6. Đó, tức là trừ, trừ đôi, trừ hết, tất cả đều là dấu trừ. Và sau đó ta cộng tam, cộng cho tam mà cộng cho A1, A2, A3, A1, A2, A4, A2, A3, A4, và cuối cùng ta trừ cho tứ là xác suất của A1, A2, A3 và A4 trừ. Tức là nó đan dấu nhau, cộng trừ, cộng trừ. Thứ nhất là cộng đơn, trừ đôi, cộng tam, trừ tứ nhá. Thì sang đến bộ 5 thì ta cũng theo một cái quy luật như vậy. Thì thực ra nó là phức tạp, nhưng mà ta thấy nó có quy luật cho nên ta cũng dễ nhớ. Nhưng trong thực tế thì cùng lắm người ta sử dụng đến 3. Lâu lâu mới có một cái thí dụ về 4 thì ta sẽ sử dụng. Khi nào có bài tập thì thầy sẽ có thí dụ. Bây giờ ta sang đến thí dụ để ứng dụng cái phần này. Cái ví dụ này liên quan đến vấn đề trong kinh tế. Và cái bài toán này dường như ở các lớp dưới các em cũng đã có học bằng phương pháp loại trừ, đúng không nào? Bây giờ ta thử xem coi nhé, xem nội dung của cái ví dụ này. Công ty mở một cuộc điều tra về thị trường, về chỉ số tiêu dùng của khách hàng cho ba loại sản phẩm của công ty làm ra. Đấy. Tức là các em tưởng tượng như là ba loại, cái ba loại sản phẩm này bày bán ở trong thị trường, trong siêu thị chẳng hạn. Và giờ người ta muốn điều tra về cái siêu thị này, có thể là đại diện cho công ty bán ba cái sản phẩm, thì người ta điều tra như vậy.
Cái sản phẩm thứ nhất là máy tính, thì thầy viết tắt là C, computer. Sản phẩm thứ hai là điện thoại di động, thì gọi là T, tức là telephone, phải không? T. Và cái sản phẩm thứ ba là đĩa DVD, thầy viết tắt là D, như sau. Vậy có ba loại sản phẩm nhá, C, T và D. Rồi. Trong một siêu thị, đó, người ta điều tra trong một siêu thị, không biết là bao nhiêu người, nhưng có 60 người dùng C. Đếm ra là phỏng vấn có 60 người dùng C nhá. Mà có 75 người dùng D, DVD đó. Và có 70 người dùng T. 70 người dùng T. Có 30 người dùng C và T. Có 25 người dùng D và T, giao nhau đó. Có 30 người dùng C và D. Có 10 người dùng C, D, T, tức là có 10 người dùng chung, tức là dùng cả 3 sản phẩm của công ty. Và còn lại phỏng vấn là có 50 người không dùng gì cả. Đấy. Bây giờ công ty ra một cái khuyến mãi như vậy. Nếu phỏng vấn một người nào đó bất kỳ có mua ít nhất một món hàng của công ty thì được thưởng. Thưởng cái gì đó thì mình không cần quan tâm. Bây giờ câu hỏi, lấy ngẫu nhiên một người trong siêu thị phỏng vấn thì tính xác suất để người này được thưởng quà. Được thưởng quà là bằng bao nhiêu? Đấy. Thì cái phần này thầy gợi ý cho các em bằng cái hình vẽ như vậy. Rồi mấy em về nhà, mấy em sẽ giải mấy cái bài này để hôm sau thầy sẽ chữa cái bài này nhé. Thì có hai cách giải, có hai cách giải, nhưng mà cách giải gì thì cách giải thì ta tượng hình thì nó cũng gợi ý cho ta rất nhiều điều để ta giải. Thì ta thầy vẽ một cái hình như sau, thầy vẽ một cái hình như sau. Đấy. Có 10 người nè dùng chung nè, 10 người dùng chung đó là giao nhau. Có 20 người dùng chung C và T nè. Có 15 người dùng chung D và T nè. Có 20 người dùng chung C và D nè. Thì ta cứ loại dần. Số 10 này ta biết, số 20 này ta biết, thì ta sẽ tìm ra được là gì? Số 10 này, đúng không? Tại vì có 2, có 30 người dùng C và D, dùng C và T, mà có 10 người dùng chung, cho nên là sẽ có 20 người. Cái phần bánh này nè, cái phần mà bánh này thì ta trừ ra, lấy 30 ta trừ 10 còn 20. Tương tự bên này có 25 người dùng T và D, ta trừ 10 cũng ra được 15. Tương tự ở đây cũng vậy, ta cứ loại dần, ta lan rộng từ bên trong ra, và như vậy ta sẽ tìm ra được tất cả những cái phần bánh, những cái phần bánh thầy gọi là phần bánh cho dễ hiểu, tức là những cái phần mà hoàn toàn xung khắc, nằm riêng, những cái phần nằm riêng. Và như vậy có 50 người nằm ngoài ba cái bánh này. Đấy, thì là cái số người ở trong siêu thị này là số người sao nào, nên sẽ cộng hết tất cả số người này là. Mà bây giờ tìm một người mà để cho nhận giải thưởng thì ta chỉ cộng mấy cái số ở trong mà ta chia cho cái tổng, đúng không? Em mà ta có, n là ta có, và như vậy thì ta sẽ ra được công thức. Còn cái cách hai thì mấy em về suy nghĩ nha. Hôm nay là bài học đầu tiên, thầy hy vọng là những điều thầy trình bày nãy giờ mấy em lãnh hội dễ dàng. Và thầy hy vọng mấy em về nhà làm thêm bài tập. Thầy sẽ cố gắng dạy những bài tập khá là thú vị để mấy em theo dõi. Và bây giờ thì cũng đã hết chương trình. Thầy thân mến chào các em, và hẹn gặp lại các em ở chương trình sau.